Vâng, một lần nữa xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Ca Hải Dương với hotline tư vấn là 0968228889. Có bao giờ quý anh chị chúng ta đặt ra một câu hỏi, nếu bây giờ quý anh chị phải bỏ ra số tiền khoảng gần 3 tỷ đồng để sở hữu một chiếc ô tô, vậy thì điều mong muốn của các bác đó là điều gì? Có phải là một chiếc xe trang bị ngập tính năng, ngập công nghệ phía bên trong hay không? Ngày hôm nay thì em sẽ mang tới cho các bác một mẫu xe mà nó đi ngược hoàn toàn lại với những tiêu chí như vậy. Một chiếc xe mà gần như những cái tính năng, những cái option bên trong rất là sơ sài, hầu như là không có gì cả. Nhưng đây vẫn là một chiếc xe mà các bác phải bỏ ra tiền tỷ để sở hữu. Đấy, mà rất là nhiều người ao ước và một lần trong đời được ngồi lên và cầm lái nó. Vậy thì chiếc xe này có điều gì mà hấp dẫn đến như vậy? Thì xin mời các anh chị hãy cùng em Việt dành một chút thời gian ngày hôm nay để theo dõi và đánh giá chất lượng của một chiếc xe có thể coi là huyền thoại của Toyota trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ địa hình. Đấy, một chiếc Land Cruiser Prado phiên bản TXL số tự động, động cơ 2.7 máy xăng bản 2 cầu, đang có mặt sản xuất năm 2013, đang có mặt tại showroom của em Việt các bác nhé. Thì đầu tiên bỏ qua những cái chi tiết về công nghệ, về option mà chiếc xe này trang bị, chúng ta hãy đến với cái form dáng bên ngoài của chiếc Prado. Đấy, ở đây thì với một chút các cái chi tiết mà đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên, đấy, hơi khác một chút so với nguyên bản. Đấy, và các anh chị có thể thấy là một cái form dáng và một cái phần đầu xe, thực sự là nhìn vào thôi là chúng ta đã thấy yêu ngay rồi, đúng không ạ? Và các cái chi tiết thiết kế rất là hầm hố, cứng cáp, và một chiếc xe mang lại cái sự mạnh mẽ. Đầu tiên thì các bác có thể thấy ngay đó là hệ thống đèn pha của chiếc xe này. Vâng, và một chiếc Prado được trang bị những tính năng gì? Chúng ta sẽ có hai bóng đèn đều là bóng đèn Bivictor. Đấy, và thiết kế nó rất là to bạc. Đó, rất là to các bác nhá. Và đây, 2013, các bác có thể thấy chất lượng của Toyota thì nó miễn chê đến mức độ như nào. Vâng, đến bây giờ hệ thống đèn pha của xe nó vẫn còn trong vắt như pha lê vậy. Và tiếp đến cái điều thu hút đó chính là mặt ca lăng với những chi tiết chrome to. Đấy, rõ ràng và sắc nét. Đấy, tạo cái điểm nhấn và logo thương hiệu Toyota ở chính giữa. Và các bác có thể ngắm nhìn một chút cái phần đầu xe này. Phần cản phía dưới này thì đây là chi tiết mà chủ nhân cũ đã nâng cấp lên. Giống như là một chiếc Land Cruiser vậy, đúng không ạ? Đó, và nhưng các bác có thể thấy đi. Và chúng ta có thể đi một vòng. Đấy. Điều mà có thể nói là làm lên tên tuổi của dòng Prado, đấy, cũng như những sản phẩm của Toyota, thì các bác có thể thấy đó chính là cái khả năng vận hành, đấy, cái khả năng vượt địa hình và cái độ bền bỉ của chiếc xe này, mà không cái mẫu xe nào trên thế giới nó có thể vượt qua được trước những chiếc xe của Toyota. Đấy, khẳng định một điều luôn như vậy. Có thể là những chiếc xe khác nó mang lại cho các anh chị nhiều công nghệ, nhiều tính năng, nhiều option hơn, đấy, độ sang trọng hơn, nhưng mà các anh chị có thể thấy một điều là nếu chúng ta đam mê với những cung đường địa hình thì những sản phẩm của Toyota, đặc biệt là dòng Land Cruiser này, đấy, ngoài Prado thì các bác chúng ta cũng sẽ có một chiếc Land Cruiser khác nữa, đấy, nhưng mà Prado cũng là một trong những dòng xe mà làm lên tên tuổi huyền thoại của Toyota trên thị trường thế giới. Và đầu tiên khi chúng ta đi sang phần ngang thì các bác có thể thấy là một chiếc xe dài rộng, đấy, đi kèm với đó là lốp dày béo và gầm cao. Đấy, và chúng ta có thể thấy là chi tiết la răng của xe thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên thành la răng mạ chrome rồi. Đấy, nhìn nó sáng bóng như mới tinh đúng không ạ? Đấy, và cụm phanh bên trong thì đây. Vâng, xe được trang bị 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS ba nhá. Và chúng ta nhìn một chút vào trong các cái chi tiết càng này. Đấy, để cho các bác thể thấy được cái độ chắc chắn của chiếc Land Cruiser Prado này. Vâng, và chúng ta cũng có một cái giải đèn xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu. Đấy, chân kính với lẹp viền chrome, đúng không ạ? Đó, và bậc cửa lên xuống. Vâng, và chúng ta có cả giá nóc để đồ trên cao. Vâng, một chiếc xe phải nói là vẻ ngoài thì không được mượt mà cho lắm, nhưng mà nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nam tính, cứng cáp và khỏe khoắn được, mà không cái dòng xe nào mang lại cho quý anh chị cái cảm giác như này. Một cái thiết kế mà các bác có thể thấy là rất ngại thay đổi các bác nhá. Đến cái phiên bản Prado mới bây giờ thì các anh chị sẽ thấy là không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ 2013 này đâu. Và tiếp tục thì ở phía đằng sau thì sao? Đấy, các bác có thể thấy là cụm đèn hậu thiết kế cũng rất là to và chỉ được trang bị bóng đèn halogen thôi.
không được trang bị bóng đèn LED như là những cái mẫu xe phổ thông bây giờ. Phổ thông bây giờ các bác thấy là cũng có đèn LED rồi. Và cái điểm nổi bật tiếp theo đó chính là một thanh lẹp chrome với logo Land Cruiser Prado của thương hiệu Toyota. Và chiếc xe này thì đang mang biển 14 là Quảng Ninh. Bác nào chúng ta thích sang tên đổi chủ thì bên em có thể hỗ trợ rút hồ sơ để cho các bác vào tên chính chủ các anh chị nhá. Phía trên chúng ta sẽ có đèn phanh trên cao này. Vậy thì phía dưới là bô kép, ống xả. Vâng, rất hầm hố đúng không ạ? Một chiếc xe phải nói là đẳng cấp. Vâng, đẳng cấp. Vâng, nếu những ai đã từng yêu mến với những thương hiệu Toyota thì chắc chắn là các anh chị sẽ thấy yêu thích cái ngôn ngữ thiết kế này. Đơn giản, tinh tế và bền bỉ theo thời gian. Đó là những gì chúng ta sẽ nhận được. Và một nói thêm một chút về cái phần phía sau của chiếc Land Cruiser. Chiếc xe này thì có một cái thiết kế khá đặc biệt. Khi mà chúng ta có thể thấy là cửa thì nó sẽ mở ngang như này. Đấy. Các bác nhá. Đấy, cửa chiếc xe nó sẽ mở ngang như này. Và các bác có thể thấy là rất là dày dặn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có 3 hàng ghế. Đấy, 3 hàng ghế phía sau. Còn đây là trong trường hợp mà các anh chị chúng ta chỉ cần đi 5 người thì các anh chị có thể gập cái hàng ghế thứ 3 xuống và chúng ta sẽ có một cái cốp để đồ khá là rộng. Đấy, khá là rộng đúng không ạ? Đấy, và các anh chị thấy là đằng sau này thì chủ nhân cũng đang có một cái mắc áo để các anh chị có thể treo áo phía đằng sau các bác nhá. Và các cái chi tiết thì con này thì khẳng định về chất lượng bao zin cho các anh chị. Vâng, xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, máy móc nguyên bản 100%, hồ sơ pháp lý đầy đủ để cho các anh chị ta sang tên chính chủ nhanh gọn nhất. Đó, vâng, và các bác thể thấy là cái điều mà nội thất của chiếc xe này nó cũng không phải là sang trọng và đẳng cấp gì, nhưng mà nó chỉ vừa đủ thôi. Đấy, nhưng mà điều này nó cũng nói lên cái sự bền bỉ của chiếc xe. Đấy, một chiếc xe gần như là vừa đi vừa phá, chưa chắc đã hỏng được các bác nhá. Và một cái điểm nữa các bác có thể thấy là khi mà chiếc xe này nó khá là thú vị. Đấy, là cửa thì đóng ngang như này rồi. Đấy, nhưng mà các bác có thể mở thêm cái cửa kính phía trên này. Đấy, bằng một cái nút bấm đây, chúng ta có thể mở cái kính này lên. Đó, rất thú vị đúng không ạ? Đấy, một cái thiết kế đặc biệt của dòng Land Cruiser. Điều này thì chúng ta có thể là một là các anh chị ngồi sau chúng ta có thể là ngắm nhìn phía đằng sau. Đấy, mở cửa ra. Còn nếu không chúng ta có thể để đồ vào cũng khá là gọn gàng đúng không ạ? Chính vì vậy mà đây chúng ta thấy là nó là chốt cửa chứ không phải là một cái gạt mưa phía đằng sau các bạn nhá. Vâng, vậy thì chúng ta ngắm nhìn lại một chút ngoại thất của chiếc Land Cruiser này. Đó, vâng, để cho chúng các bác thấy độ đẹp, độ chất của chiếc xe đến thời điểm hiện tại. Mẫu này thì mới lăn bánh chuẩn hơn 7 vạn thôi các bác nhá. Hơn 7 vạn thôi. Phải nói là một chiếc Land Cruiser 2013 còn quá mới đúng không ạ? Đấy, quá mới mà chúng ta thấy là chủ nhân cũng đã nâng cấp lên các cái chi tiết ngoại thất của chiếc xe này thôi cũng ít nhất là mất cỡ khoảng 100 triệu rồi. Vâng, riêng cái body kit này và bộ la răng cũng phải mất của các bác ít nhất là 100 triệu nếu quý chị chúng ta muốn nâng cấp lên. Vậy thì vâng, tiếp theo chúng ta hãy khám phá một chiếc xe tiền tỷ thì nội thất của chiếc xe nó như nào. Vâng, và bây giờ thì xin mời các bác chúng ta hãy cùng khám phá nội thất của chiếc Land Cruiser Prado. Một mẫu xe mà như em nói là các bác phải bỏ ra gần 3 tỷ đồng để sở hữu nó lúc mới. Nhưng đây, các anh chị có thể thấy là ngay đến kể cả cái ghế thôi. Đấy, nó cũng chỉ là ghế cơ, chỉnh bằng cơm các bác nhá. Đấy, nó chỉ có mỗi cái là bơm hơi tựa lưng bằng điện thôi. Đó, và không hiểu sao một chiếc xe tiền tỷ loại như vậy đúng không ạ? Và chất lượng ghế da thì cũng khá là ok. Đây là da mềm. Đấy, sờ vào các anh chị sẽ có cảm giác nó mềm và nó mát. Đấy, ôm form sát người. Được chưa ạ? Và con này thì zin rồi, từ cái móc khóa này hay là từ những cái chi tiết tem mác thì 100% là nguyên bản. Vâng, con này thì bao zin rồi. Như em nói là nếu các anh chị tìm ra một lỗi nhỏ em tặng xe. Và các bác có thể thấy cái điều nữa đó là cái khoảng gầm của chiếc xe này nó rất là rộng, rất là cao. Đấy, nên ở đây chúng ta sẽ có một cái bậc cửa bậc bước lên bước xuống các anh chị nhá. Và khu vực bảng tapi cánh cửa thì cũng rất là đơn giản với những chi tiết da và nhựa kết hợp với nhau thôi. Đấy, kính thì cũng là kính auto. Có thể nói là nội thất của chiếc xe này còn thua xa cả một chiếc Camry đúng không ạ? Dù Camry thì các bác cũng chỉ mất khoảng hơn 1 tỷ. Đấy, nhưng chiếc xe này chúng ta mất đến gần 3 tỷ đồng thì các anh chị mới có thể sở hữu. Nhưng các bác có thể thấy này, chiếc xe được trang bị gương kính chỉnh điện, gập gương tự động. Đấy, vô lăng thì cũng tích hợp chỉ có nghe thoại tăng giảm âm lượng thôi. Đấy, và nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, cũng không có cả ga tự động. Đấy, nhưng mà và đến kể cả cái màn hình này thì cũng là cái chi tiết mà chủ nhân cũ người ta nâng cấp lên các bác nhá. Đấy, màn hình Android nâng cấp lên này. Đấy, hệ thống điều hòa chỉnh cơ.
Đấy, và đây chúng ta có một cái đầu đĩa và một cái đầu đĩa. Đấy, bản này thì ở đây thì đây cũng là cái chi tiết mà chủ nhân cũ độ lên, chìa khóa thông minh và đề nổ start stop. Đấy, còn đây là chúng ta sẽ có cái nút gài cầu. Đó. Và khu vực cần số thì đây. Rất đơn giản, đúng không ạ? Không có quá nhiều phím bấm, không có quá nhiều những tính năng. Đấy, vâng, và đây kể cả phần trần nữa các bác nhá. Đấy, gương cũng là gương không có chống chọi. Hơi chán một chút. Đấy, và kể cả cái chi tiết này. Đó, nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Không có nhiều, cả cửa nóc cũng không có luôn. Vâng, nhưng tại sao lại chiếc xe này nó lại tốn tiền tỷ đến như vậy? Vâng, em thể nổ máy này. Các bác thể thấy là mức công tơ mét hiện tại của xe mới là dừng ở mức 7 vạn thôi. Đấy, các thông số hiển thị cũng rất là đơn giản. Đấy, nhưng mà như em nói, vâng, cái mà mang lại tên tuổi cho cái dòng Land Cruiser này đó chính là khả năng vận hành. Đấy, gầm cao, tầm quan sát rất là tốt, gương to, gương chiếu hậu rất là to bản. Đấy, tầm quan sát tốt. Và cái nữa là khi mà chúng ta đi thì cảm giác nó rất là chắc chắn, đánh lái chính xác. Đấy, và cái này thì nếu mà các bác muốn hết một cái giá trị của chiếc Land Cruiser nó như thế nào thì có lẽ là chúng ta phải mang lên những cái cung đường đồi núi, những cái cung đường mà suối, đấy, sông núi, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể cảm nhận hết được tính năng mà chiếc xe này nó mang lại cho người sử dụng, một cái khả năng vận hành phải nói là vượt trội hơn tất cả những cái mẫu xe tiền tỷ bây giờ. Đấy, các bác nhớ. Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi về hàng ghế thứ hai. Với hàng ghế này thì vâng, theo em đánh giá là nó còn nhìn sang xịn hơn một chút. Đấy, nhưng mà các bác thấy vâng, ghế cũng là chỉnh cơm. Vâng, đấy, ghế sau cũng là chỉnh cơm. Da này, khoảng để chân rộng, ok. Đấy, nhưng mà được cái là trước sau này chúng ta sẽ có cái màn hình giải trí các bác nhá. Hai màn hình giải trí cho hàng ghế thứ hai. Đấy, và ở đây thì chúng ta có thể là chỉnh cái độ điều hòa này. Đấy, điều hòa. Và các bác có thể thấy là xe địa hình thì trang bị rất là nhiều những cái tay nắm để có thể hành khách có thể giữ. Đấy, trong những cái chúng ta đi, ở đây là cửa gió điều hòa. Đó. Được chưa ạ? Đấy, phía sau này cũng có cửa gió điều hòa các bác nhá. Rất là nhiều những cái vị trí bố trí tay cầm như này. Đấy, tại sao? Vì như em nói là xe địa hình thì với những cung đường sóc chẳng hạn, đường đá chẳng hạn, đấy, thì chiếc xe nó sẽ rất là chao đảo, và cái vị trí cầm như vậy nó sẽ giúp ổn định cho người ngồi phía bên trong. Vâng, một nội thất của chiếc xe tiền tỷ nó là như vậy đấy. Nhưng bây giờ thì tiếp tới chúng ta hãy cùng em kiểm tra tới phần động cơ của chiếc xe này sau quãng thời gian sử dụng, đúng không ạ? Vâng, và một điều nữa làm lên tên tuổi của Toyota đó chính là khối động cơ VVTi 2.7. Đấy, siêu bền. Vâng, chiếc xe này phải nói là siêu bền các bác nhá. Đấy, riêng phần động cơ này. Và các bác thấy là riêng với chiếc Land Cruiser này thì bên em bao zin luôn cho các bác, kể cả từ con ốc dàn cò đây. Đấy, các bác thấy là nó vẫn còn ánh lên 7 màu. Vâng, máy số nguyên bản 100%. Vâng, không đâm xô, không tai nạn, không gặp nước. Bao check hãng toàn quốc. Bác nào chưa yên tâm thì quý anh chị có thể mang đi check hãng thoải mái cho em. Đấy, và đây lắp capo các bác có thể thấy là từ những tem mác này nó còn nguyên bản, hay từ những tấm nỉ cách âm nó vẫn còn nguyên 100% các bác nhá. Đấy, con này nó phải nói là về cái độ đẹp, độ chất thì không có gì phải bàn cãi cả. Và anh chị có thể thấy là vâng, những chi tiết phuộc giảm sóc, con này nó có cả một cái phuộc giảm sóc chéo chéo đây các bác nhìn. Đó, rất đặc biệt đúng không ạ? Đó, để tạo cái sự êm ái khi các anh chị chúng ta di chuyển ở những cung đường địa hình. Vâng, vậy thì thay vì bỏ ra gần 3 tỷ đồng để có thể sở hữu chiếc xe này lúc mới, thì với chiếc Land Cruiser Prado 2013 bản TXL đang có mặt tại showroom em Việt, quý anh chị hiện tại chỉ cần bỏ ra số tiền 1 tỷ 180 triệu đồng cho một chiếc xe huyền thoại của Toyota. Bạn nào yêu mến với dòng xe này thì xin mời nhấc máy và alo trực tiếp cho em Việt theo hotline 0968228889 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết về chiếc Land Cruiser này các bác nhé. Một lần nữa thì vâng, rất là mong các anh chị ủng hộ bằng cách chia sẻ, dành tặng nút like và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất những sản phẩm của Việt Ca Hải Dương. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và hẹn gặp lại các anh chị trong những lần giới thiệu xe tiếp theo.